Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết đáng chú ý nhất trong hôm nay và những ngày tới sẽ là khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa to đến rất to cho khu vực. Cụ thể là từ nay cho tới ngày 8 tháng 10, tại khu vực từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 600mm. Ở các tỉnh từ Bình Định cho tới Phú Yên và Gia Lai sẽ phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 9 đến 12 tháng 10, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả đồng bằng Bắc Bộ. Do có mưa lớn nên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Ở thượng lưu các sông Hà Tĩnh, hạ lưu các sông chính ở Bình Định và Phú Yên sẽ lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông. Khu vực còn lại thuộc Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên hôm nay sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40-70mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Trên biển, áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 10, thì tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Và trong những giờ tiếp theo, thì áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển nhưng chậm lại một chút và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.